Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator. À, hôm nay chúng ta sẽ có một khách rất là đặc biệt là anh Trần Quốc Khánh, founder của Viet Success. Anh Khánh là một người vừa là MC, content creator đồng thời cũng là founder và doanh nghiệp. Rất là cảm ơn anh Khánh đã dành thời gian đến đây chia sẻ và hôm nay rất là muốn là trao đổi với anh Khánh về cái con đường của anh đã chọn và đồng thời cũng là những cái trải nghiệm của anh trong cái ngành nghề mà anh đã đã chọn lựa. À, xin chào Miro và à, xin chào à, quý vị khán giả của Vietcetera. Rất là vinh dự khi có mặt ở đây trong chương trình Vietnam Innovators. À, lúc nãy thì em có nói về cái việc là anh cũng là một trong những người mà có thể là lần người đầu tiên start với cái việc là podcast, rồi là có thể là content creator. Cái topic content creator hiện nay nó đang là một cái topic gọi là top of mind của rất là nhiều bên từ các công ty lớn đến các cái doanh nghiệp nhỏ và thậm chí là các bạn trẻ. Ừ. Thế thì theo cái đánh giá của anh thì content creator là là như thế nào? Chà, mình không dám nhận là người đầu tiên gì cả đâu. Chừng rô hơi quá lời nhưng mà mình chỉ có duyên làm cái nghề này lâu năm thôi. À, mình bắt đầu công việc từ à, chính xác là 2009. À, cách đây khoảng 13 năm. Lúc đó mình là phóng viên của đài truyền hình. Ừ. Và là là news presenter tức là thực nói những cái bản tin là phát thanh viên để lên xuất hiện và nói những cái bản tin và bên cạnh những bản tin thì có những chương trình talk show ừ. giống như bây giờ chúng ta đang làm ừ. Ừ. và cái thời hai chín thì cái thời youtube chưa phải là quá tình hành và các kênh spotify podcast cũng chưa phải là quá tình hành cho nên hầu như mọi người chỉ xem các chương trình talk show qua truyền hình truyền thống ừ. 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 và mình đã bắt đầu làm talk show phỏng vấn như thế này từ thời gian đó không ai xem hết <laughs> bởi vì là truyền hình không biết ai xem không không biết ai chưa xem không đo được Đúng không rồi. biết được lượng view, không ừ. coi được comment mà chỉ qua người ta nói lại thôi là có thấy anh trên truyền hình à, thì mình bắt đầu cũng cũng khá sớm do một cái duyên tình cờ đến với cái nghề này. Uh, Miro có hỏi content creator là gì thì thực ra thì đây cũng không phải là một định nghĩa gì quá phức tạp. Tức là nếu mình hiểu một cách đơn giản theo tiếng Việt thì đó là những người tạo ra nội dung, ừ. người sáng tạo ra nội dung. Thực sự thì mình làm cái công việc làm nội dung này cũng khá lâu. Và cái format, cái hình thức mình làm chính vẫn là phỏng vấn, giống như Miro đang làm. Uh, vậy thì với mình, không dám gọi là lấy ví dụ của cá nhân hoặc là định nghĩa chung. Thật sự mà nói, khi mà Miro hỏi câu đó thì khiến mình cũng giật mình á. Bởi vì mình chưa bao giờ coi mình thật sự là một content creator đâu. Có thể điều này thì có thể mọi người sẽ tranh cãi hoặc là sẽ có ý kiến trái chiều. Nhưng mình chỉ mới dám thừa nhận mình ở cái mức là content creator thôi tức là người lan tỏa nội dung và là người kết nối và truyền tải nội dung đó còn cái người mà thực sự tạo ra nội dung chính là những khách mời của mình hmm, hmm. họ mới chính là những content creator mình là người đặt câu hỏi ok thì mình cũng có thể nói là người sáng tạo ra câu hỏi hoặc là người tạo ra cái nội dung của câu hỏi đó thì hmm, ở cái ý hmm. đó nhưng với mình một người content creator phải là người có khả năng tạo ra nội dung nguyên bản thì ở đây họ phải là những người trả lời chứ không ừ. phải là người hỏi đâu với ừ, ừ. mình là như vậy nhưng mình vẫn đang học để trở thành một content creator thực thụ theo định nghĩa của mình đó ừ. là người sẽ phải có thể trả lời có thể diễn thuyết có thể tạo ra nội dung nguyên bản từ những cái kiến thức của mình chứ ừ. không chỉ dừng lại ở việc là người đi hỏi thì ừ. nếu mình ra hỏi vậy thì đó là câu trả lời của mình cái việc là sau 13 năm thì qua cái con đường là anh phỏng vấn rất là nhiều người khác nhau, ừ. rất là các cái chân dung khác nhau ừ. và các kiến thức lĩnh vực nó rất là khác nhau. Trong thời gian tới nếu mà anh muốn trở thành gọi là content creator đó ừ. thì cái content của anh sẽ là content gì? Mình bắt đầu cái công việc này từ những nội dung liên quan đến kinh doanh, khởi nghiệp, đầu tư. Ừ. Và cho đến tận bây giờ. Và đó là cái con đường và cái cái mảng nội dung mà mình cho là mình sở trường nhất và mình làm một cách tự tin nhất và đó là cái mảng mà mình có nhiều cái mối quan hệ nhất cho nên nếu mà thực sự khi mà trở thành content trader thì chắc chắn đó là một mảng mà mình sẽ có nhiều thuận lợi tuy nhiên không chỉ dừng lại đó ừ. mà mình nghĩ là một cái điều mà mình quan tâm hơn đó là những cái nội dung nói một cách chung là liên quan tới phát triển bản thân những cái nội dung mà giúp cho khán giả là những người có thể trong cái hành trình trưởng thành của mình có thể học hỏi được từ nội dung đó khiến họ trở nên là một cái con người tốt hơn một phiên bản tốt hơn à, khiến họ có thể phát triển bản thân trong nghề nghiệp lẫn trong cuộc sống thì nếu mà có làm content trader và nó muốn tạo ra những nội dung phiên bản thì mình cũng muốn tạo ra những nội dung như vậy ừm. em ừ, ừ. hỏi là lúc mà anh bắt đầu start với cả một cái lĩnh vực mới ừ. hồi đó như anh nói là chưa anh nghe mà mình không đo lường được mình ừ. không biết là các cái tương tác nó ra sao ừ. không biết là các cái feedback của khán giả của mình là như thế nào thế thì uh, nó là một cái mảng rất là mới nhưng mà cái quyết định gì khiến anh lại quyết định là mình sẽ đầu tư và mình sẽ tiếp tục khởi nghiệp trong cái ngành này mình mà chọn được nghề thì nó đã là lý tưởng lắm rồi nhưng ở đây là nghề chọn mình ừ. uh, nói một chút về cái tiểu sử một chút là lúc đó mình học tốt nghiệp ra là về tài chính về kinh doanh ờ, nhưng mà tốt nghiệp vào cái năm khủng hoảng tài chính 2009 2008 ừ. 2009 là cái năm cực kỳ khủng hoảng cho những người tốt nghiệp với cái ngành tài chính nên là cũng không có tìm được nhiều công việc tốt vô tình lúc đó có một cái kênh truyền hình ra đời uh, kênh truyền hình tên là FBNC theo viết tắt của chữ financial business news channel Ừ. thì là kênh truyền hình về tin tức kinh tế tài chính giống như Bloomberg hoặc là CNBC ừ. Ừ. À, truyền hình truyền thống nhà chỉ có trên TV truyền hình cáp và họ cần tìm cái người có cái background có cái hồ sơ có cái uh, học vấn liên quan tới kinh doanh tài chính và yêu thích cái việc làm nội dung ngồi phỏng vấn thì mình thấy cũng hay hay bởi vì thực ra là mình chưa bao giờ có định làm nghề này nhưng mà mình là người rất là thích xem những cái cuộc phỏng vấn trên truyền hình Hồi ừ. xưa là hay ừ. lúc đi học hay xem CNN, CNBC, người ta phỏng vấn Bloomberg, ừ. người ta phỏng ừ. uh, người ta phỏng vấn những cái doanh nhân đó thì nhớ uh, yeah, mình apply thử đến với công việc hết xuất hết sức tình cờ và mình tìm được cái niềm vui trong công việc từ cái việc tình cờ đó ừ. tức là không có chọn ban đầu nhưng khi làm càng làm thì càng thấy thích và càng làm cảm thấy hợp giống như là cảm thấy đây là cái việc được sinh ra cho mình vậy đó. Ừ, tôi là hết sức ừ. tự nhiên lúc đó ngồi lên trên set camera bật lên ánh sáng bật lên lúc đó khi mà miro nếu mà mình đọc bản tin tin tức mình đọc đó, là phải đọc vào cái máy gọi là teleprompter tức là đọc máy ừ, nhắc chữ thì xoay phải có kỹ thuật vặn vặn cái máy nhắc chữ đó để vừa đọc theo ờ, nhưng mình làm một cách hết sức tự nhiên nó một ừ. cái gì đó nó giống như là cái nghề này nó hợp với mình vậy rồi sau đó là ngồi nói chuyện với lại các doanh nhân hồi thời đó thì doanh nhân mà nước ngoài ở việt nam chưa nhiều mình phụ trách một chương trình tên là tôi và việt nam tức là muốn phỏng vấn những người expert làm việc tại đây ừ, y ừ. như innovators mà phiên bản nước ngoài phiên bản tiếng nước ngoài tiếng anh thì là phải đi tìm những cái doanh nhân uh, những cái ceo có mặt ở việt nam mà thời 2009 là chưa phải là nhiều như bây giờ ừ, ừ. và khi mình ngồi trò chuyện nói chuyện này kia, thì mình cảm thấy mọi thứ nó rất là tự nhiên uh, mình cảm thấy đây nó là một cái công việc mà nó không hẳn nó giống như công việc mà nó giống như là cuộc sống hàng ngày tức là tò mò và trò chuyện và học hỏi từ cái người đối diện là cái người có nhiều kinh nghiệm trong ngành của họ thì mình thấy mọi thứ nó đến hết sức tự nhiên và mình gọi là trở nên thích thú và yêu thích cái công việc này từ lúc nào không biết và nó cứ gắn với mình cho tới tận bây giờ chính vì lý do đó nên là tức là mình mình cũng không cảm thấy là mình làm được việc khác tốt hơn và cái công việc này mình càng làm mình cảm thấy thoải mái và và yêu thích cái sự đa dạng của nó khi mỗi ngày mỗi giờ mình đều có cái việc khác nhau nó không giống nhau mỗi ngày khi được gặp nhiều người khác nhau ở nhiều lĩnh vực khác nhau cho nên sau khi một thời gian mình làm thì uh, mình làm ở đài truyền hình mình làm ở kênh truyền hình fbnc rồi mình uh, quyết định là ra riêng để khởi nghiệp thì như một cái lẽ tự nhiên khi khởi nghiệp thì người ta sẽ khởi nghiệp bắt đầu bằng cái thứ người ta có chuyên môn nhất ừ. bắt đầu bằng cái thứ mà người ta có sở trường nhất và thuận tay nhất thì đó chính là làm nội dung liên quan tới kinh doanh khởi nghiệp thì ừ. Ừ. nó như một cái diễn tiến tự nhiên thôi thì thay vì mình làm thuê cho một kênh truyền hình thì bây giờ mình tự làm làm chủ làm tự làm những nội dung và hoàn toàn tất cả là giống nhau tất cả giống nhau hết ừ. chỉ có là thay vì là làm nhân viên là làm một chủ thôi và nó sẽ dẫn tới rất nhiều cái đau đầu khác đó. thì khi đó thì 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 video hỏi tại sao lựa chọn cái mảng này thì đây là cái mảng mình bắt đầu với nó và mình yêu thích và mình nhận ra đây là cái công việc duy nhất mà mình cảm thấy thoải mái thì khi mà khởi nghiệp thì nó cũng là cái lẽ tự nhiên ừ. à, thực ra là tất cả mọi người hoặc là những người mà follow anh và biết chương trình của anh thì họ cũng đang thấy một cái mặt À, là đang thành công anh phỏng vấn những cái người thành công những ừ. người thành đạt và những người đã có cái kết quả cụ thể tuy nhiên thì anh với vai trò cũng là một founder của một cái công ty ừ. công ty khởi nghiệp thì nó không thiếu những cái thách thức những cái khó khăn thì ừ. chắc rằng là mọi người cũng rất là tò mò xem là trong cái quá trình mà anh khởi nghiệp như vậy anh cũng start một cái business mà anh yêu thích ừ. mà đó là một cái như kiểu là một cái công việc dành cho anh ừ. thì gặp những cái khó khăn gì trong cái việc khởi nghiệp đó thì chắc rằng anh cũng sẽ có, nếu mà anh chia sẻ được thì chia sẻ xem mọi người là trong cái quá trình đó thì những cái gì mà anh đáng nhớ nhất? Cảm ơn Miro, anh nghĩ là cái khó khăn lớn nhất vẫn là con người, bất kỳ một công ty nào cũng vậy. Và khi mình uh, lựa chọn khởi nghiệp, mà như lúc nãy mình có nói đó, thường là chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái lĩnh vực chuyên môn của mình, nhưng đó chỉ là chuyên môn của mình thôi. Còn để làm ông chủ lại có thêm chuyên môn về quản trị, chuyên môn về năng lực dùng người năng lực tuyển dụng, năng lực truyền cảm hứng, truyền động lực cho tập thể làm theo mình. Lúc trước thì mình làm một mình rất dễ, nhưng bây giờ làm sao để truyền cái đó cho người khác thì thật sự cái đó là cái mình không được chuẩn bị ừ. và đôi khi mình cứ ra mình khởi nghiệp và mình làm, làm theo một cách tự nhiên thôi, vừa làm vừa sửa. Nhưng thực sự được chuẩn bị một cách tốt nhất hoặc là có thời gian để rèn luyện điều đó cái tốt nhất thì chưa hề. Cho nên cái khó khăn lớn nhất vẫn là tuyển người xây dựng được bộ máy nhân sự để cùng đi với mình và cái điều khó khăn thứ hai nữa làm sao mà vẽ ra được một cái con đường tương đối rõ ràng bởi vì cái con đường rõ ràng về mặt phát triển về mặt mục tiêu của công ty ấy, nó sẽ giúp cho mình có thể xây dựng nhân sự và giúp cho mình có thể thu hút được những người đi theo với mình và bản thân người founder người đứng đầu công ty phải có một cái năng lực làm sao để truyền động lực và truyền cảm hứng để công ty đó phải có thể phát triển mà không phải quá phụ thuộc vào mình, tức là team của mình phải thực sự có thể vận hành mà không ừ. phải quá phụ thuộc vào mình. Còn nếu mà chỉ là người founder mà cái bóng quá lớn hoặc là chỉ có mình tham gia vô tất cả các quyết định thì điều đó là cực kỳ không tốt mà ừ. thường là trong giai đoạn đầu khởi nghiệp là sẽ bị chuyện này. Nếu mà anh uh, có những vấn đề này thì đến bây giờ liệu đã anh đã xử lý được hay chưa? phần nào đó à, vẫn vẫn đang học từng ngày cái bài học này đã khá hơn trước đây rất nhiều rồi tức là ừ. mình cũng đã bắt đầu giao quyền nhiều hơn và tuyển dụng được nhiều người ưng ý hơn những người tài năng nhiều hơn là ừ. thời gian đầu sau khoảng à, mình có thể gọi là 5, 5 năm năm à, năm còn trước đây thì mình rất là ôm đồm ừ. và đặc biệt là khi mà liên quan tới mảng những cái thứ mà liên quan tới nội dung những cái thứ mà mình sở trường á, thì mình luôn áp cái tôi của mình vào và mình luôn cho mình là đúng nhất và mình thường xuyên ôm đồn và micromanage tức là quản trị một cách chi tiết chi tiết quá ừ, Và không ừ. có để cái khoản đất trống rộng ra để cho những cái bạn nhân viên có cái đất để họ trưởng thành lên thì điều này cực ừ. kỳ tai hại mình đã từng mất rất nhiều nhân viên mà mình tiếc nuối tất cả là do mình thôi tất cả là do người đứng đầu họ đi họ ở là do mình tại vì với một công ty khởi nghiệp trong thời gian đầu là đa phần người ta sẽ đi hoặc ở đến hoặc đi là do cái người đứng đầu ừ. cho nên đây là những cái bài học vô cùng đắt giá mà mình ước gì mình đã chuẩn bị tốt hơn để không bị mất đi những cái nhân viên tài năng đó ừ. bởi ừ. vì mình thật sự thứ nhất là không tạo điều kiện tốt để họ phát triển đúng cái năng lực của họ tạo một cái đất để họ có thể dụng võ để họ có thể phát huy thứ hai là mình ôm đồn quá nhiều Ừ. mình không giao quyền, trao quyền, uh, empower cái chữ empower nó mạnh hơn, ừ. tức là khiến cho người khác có thể có thêm quyền hành để ra quyết định, thì cái này là cái mình vẫn đang học tập từng ngày. Ừ. Ừ. Em thì ra cũng là một người theo dõi các cái chương trình của anh, các cái podcast của anh và cũng là đồng thời là cũng học hỏi từ ừ. từ những cái cuộc trao đổi đó. Thì uh, cái uh, cái tốc độ mà cái content bắt buộc phải ra như là on air và những khách mời của mình thì làm sao để mình đặt đến những câu hỏi mà nó phù hợp với cả kể cả khán giả mà những đúng những câu hỏi mà họ đang tò mò quan tâm đó là một thử thách liên tục mỗi ngày ở himiro thì mình là host và mình phải mời khách mời và khách mời là một phần vô cùng quan trọng nhất của những cái series podcast đó à, thật sự thì không bao giờ là đủ thời gian cả và như Miro có hỏi đó mình ước gì mình có thêm thời gian để có thể đi tìm khách mời ừ. thật sự mời được một người khách đó, đó không phải là câu chuyện qua đêm đó không phải là câu chuyện là đùng một cái thấy người đó hay quá cái gửi thư mời đôi khi nó phải là cái quá trình xây dựng mối quan hệ ừ, có ừ. những cái vị khách mời mà nhiều bạn cũng nhắn tin hỏi mình anh khánh ơi sao anh mời được người này anh khánh ơi sao cho em cái contact em liên hệ ừ, anh đúng khánh đúng ơi sao em mời anh không được mà anh mời được ví dụ như vậy ừ, bên ừ, khác nhà chú ơi vietjet ra ra với việc là có nhiều khách mời giống nhau à, nên là mình cũng nói vui là thật sự nó không phải là cái chuyện là mời những mối quan hệ nó được phải được nuôi dưỡng qua thời gian và ừ. những cái gì mình làm nó cần được chứng thực qua thời gian và nó không đến qua đêm Ờ, nên mình hay nói với các bạn trẻ khi mà mới bắt đầu làm host bạn sẽ gặp vấn đề về khách mời bạn trẻ quá các bạn chưa làm cái gì hết các bạn chưa đủ kinh nghiệm hoặc là chưa đủ cái track record chưa đủ cái số lượng sản phẩm lên sóng nên ừ, là các bạn đi ừ. mời sẽ rất là khó nên là cái việc mà chăm sóc nuôi dưỡng tạo mối quan hệ nó sẽ là quá trình tích tụ và bản thân của mình của ngày hôm nay mặc dù đã cũng có những mối quan hệ rất tốt rồi nhưng điều đó không muốn nghĩ là mình sẽ phải dừng lại và mình phải liên tục nuôi dưỡng những mối quan hệ mới ừ, và những mối quan hệ ừ, đó như mình nói nó lại cần thời gian có những vị khách mời mình mời hoài không được nhưng mà mình biết rằng mình chưa đủ tức là tích tụ chưa đủ thôi ừ. tức là bây giờ là phải nuôi dưỡng phải tưới cái cây này à, mình nhắm ông này rồi mà say nôi no với mình hai ba lần rồi nha ghi mà <laughs> bảo là ok do à, mình thôi tức là mình ừ. người ta nói chưa đủ duyên nhưng mà mình chưa đủ tích tụ mình sẽ phải làm sao để xây dựng mối quan hệ đủ tốt chứng minh cho họ thấy việc việc mình làm đủ tốt chứng minh cho họ thấy cái vision cái mission cái đường hướng tương lai của mình đủ thuyết phục để họ cảm thấy là ờ à, say yes để trở thành khách mời của mình ừ. thì những cái đó nó cần thời gian chính vì vậy cái áp lực rất là lớn video hỏi là bây giờ làm sao để liên tục có ý tưởng rồi lại phải mời khách này kia thì chính vì áp lực như vậy nên thỉnh thoảng là sẽ mọi người sẽ thấy là chương trình của mình nó không lên đều đặn là do mình mình không mời được khách mời ưng ý theo cái cách của mình chứ không ừ. phải là mình thiếu khách mời. Đó, thì đó là một cái thử thách mà mình và đội ngũ vẫn luôn hàng ngày xử lý. Làm sao tại vì với content với nội dung thì cái frequency, cái tần suất nó rất quan trọng. Ừ. À, và làm podcast cũng vậy, tần suất rất quan trọng. Nếu mà tần suất không đều đặn, mình sẽ mất khán giả ngay. Nhưng làm sao để giữ tần suất đều đặn mà vẫn giữ được chất lượng khách mời như mình mong muốn thì ừ. đó là thử thách ừ. mà phải liên tục hàng ngày. Về ý tưởng, về câu hỏi thì Miro có hỏi là đặt câu hỏi rồi cho khán giả chia sẻ rất thật nha. Cái này mình cũng có nói như vài lần với các em trong team. Mình luôn đặt câu hỏi cho mình trước. Đúng là tìm hiểu khán giả muốn gì, muốn nghe gì và hỏi làm sao để đáp ứng nhu cầu khán giả. Tuy nhiên khán giả thì vô vàng. Mình làm content, mình làm nội dung, mình làm hốt là làm dâu trong họ. Khán giả mình, mình thực sự không biết là cuối cùng là họ quan tâm gì mình nghĩ là họ quan tâm cái gì thôi ừ, ừ. nên là chiều ai bây giờ nên là bây giờ khi mà đang khó để chiều một ai đó thì bây giờ chiều mình bây giờ mình tò mò ừ, là dễ nhất giống như thùy minh ừ. anh học từ thùy minh rất nhiều thùy minh hôm trước cũng có lên podcast của anh là sự tò mò anh không tò mò của thùy minh đâu nhưng mà đang cố gắng và vẫn đang <laughs> học hỏi chuyện đó tức là cái gì mình thắc mắc mình hỏi cho mình trước và khi mình hỏi cho mình nghĩa là đâu đó ngoài kia cũng có ai đó có thể giống mình ừ, ừ. thì mình trước mắt là phục vụ cho cái nhóm những người giống mình trước còn mình làm như vậy mà view nó không cao thì có nghĩa là cái nhóm đó ít người thôi ừ. thì mình phải chấp nhận chuyện đó nhưng ít nhất mình được thỏa mãn à, mình được thỏa mãn cái tò mò của mình ừ, ừ. cái thứ hai nữa là trong quá trình tích lũy kinh nghiệm từ việc phỏng vấn rồi trải nghiệm sống thì mình ok, đâu đó ngoài những chuyện mình tò mò ra thì mình cũng biết được do quan sát thôi, do quan sát và do trải nghiệm. Đặc biệt là quan sát các bạn trẻ hoặc là những gì mình đã đi qua thì mình có thể đâu đó mường tượng được một số cái topic mà nếu mình đóng vai là người bạn trẻ đang xem thì họ sẽ quan tâm. Thì cái này là nó về khả năng đồng cảm một chút xíu thì mình sẽ đặt những câu hỏi ngoài những câu hỏi của mình thì đặt thêm những câu hỏi mà mình đã đồng cảm được mình cho rằng những khán giả đó quan tâm hoặc là ừ. những cái người mà ví dụ mình phỏng vấn về khởi nghiệp hay là tài chính đi những cho nhà đầu tư thì mình biết rằng là những nhà đầu tư họ sẽ quan tâm cái này bản thân mình quan tâm là chắc chắn rồi ừ. nhưng giả ừ. sử mình mình không quan tâm hoặc là mình biết rồi đi nhưng mà cho chương trình được lan tỏa và cho đáp ứng được nhu cầu truyền tải kiến thức thì dù mình biết rồi mình vẫn phải hỏi lại Ừ, à. ừ ngoài chuyện hỏi theo ý hỏi cho mình ra thì phải hỏi lại những cái nội dung mà mình đúc kết được mình đồng cảm được với khán giả tức là mình biết là à khán giả sẽ muốn nghe câu này nhà đầu tư muốn nghe câu này các bạn trẻ đang đi làm muốn nghe câu này những người đang khởi nghiệp muốn nghe câu này đó thì sẽ là cái hai thứ nhưng đầu tiên hỏi cho mình trước ừ. xong sau đó lùi lại một chút hỏi lại những gì mà mình biết rồi nhưng phải đồng cảm được với khán giả còn làm sao để đồng cảm được thì cái này là phải tích lũy, rồi phải quan sát, phải nói chuyện và ừ. cảm nhận xem là với cái topic này nè thì khán giả đó họ sẽ quan tâm cái gì. Thì đó là do cái cảm quan của cá nhân. Tuy nhiên cảm quan nhân đôi khi cũng sai. Chính vì vậy cho nên là bây giờ tất cả chúng ta những người làm content đều phải luôn nghe khán giả đúng không? để phải hỏi khán ừ. giả xem muốn nghe cái gì. Chứ nhiều khi mình đoán không đúng. Trong thời gian vừa rồi thì ừ. em cũng có cái may mắn là được tiếp xúc với cả một số các bạn podcaster ừ. hoặc là những bạn đang làm những cái kênh podcast nhưng mà có thể quy mô nó bé hơn, ừ. các cái topic hoặc các cái chủ đề nó hơi niche, ừ. nó sẽ liên quan đến những cái vấn đề của các giới trẻ, các ừ. bạn ừ. trẻ khi mà mới liên quan đến tình yêu, liên quan đến ừ. gia đình, ừ. liên quan đến bạn bè, anh em trong nhà. Ừ. À, Tất nhiên là đúng là nếu mà nói về cái content creator mà mình đang mình đang đang trao đổi đó thì à, các bạn ấy cũng là một người đang gọi là đóng góp cho cái create cái content nó giàu hơn nó sâu hơn ví dụ anh và thùy minh hoặc là các bạn khác thì đã cũng là gọi là đời đầu trong trong cái ngành này đó thì làm sao để chúng ta có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa cho các bạn mà đang quan tâm các bạn cũng muốn chia sẻ các bạn cũng muốn tìm hiểu để cho nó đa dạng hơn để có thể là cái nội dung trên podcast nó càng ngày càng phong phú hơn thì liệu chúng ta có thể làm gì cho cái việc đó làm gì cho podcaster hay là cho khán ừ, giả làm cho podcaster Chứ, uh, anh nghĩ là nó cũng câu hỏi này cũng đến đúng thời điểm đó, tại vì thực ra là uh, bắt đầu từ năm nay á, thì kênh việc success tụi anh cũng uh, có nhiều cái thay đổi mới thì một trong những cái thay đổi đó là cái việc là tụi anh muốn trở thành cái nền tảng để để bắt tay thêm với nhiều người ở bên ngoài những cái người nhà sáng tạo nội dung hmm. và những nhà sáng tạo nội dung đó là những người mà có nhiều năm kinh nghiệm trong cái chuyên môn của họ họ sẽ có một cái đối tượng họ sẽ có một cái mạng lưới khách mời riêng của họ này họ có một cái uh, thương hiệu cá nhân riêng của họ trong cái giới của họ này và tất nhiên là họ là cái người lâu năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đó nên họ có sự đầu sâu và họ hiểu về cái lĩnh vực đó hơn là mình hơn là anh hơn là những người trong tim mà họ đang thiếu gì họ đang thiếu một cái mạng lưới của khán giả Ừ. hoặc là thiếu một cái nền tảng của khán giả thì anh nghĩ anh rất sẵn sàng làm điều đó và kênh luôn chào đón những nhà sáng tạo nội dung ở nhiều lĩnh vực nếu mà hai bên có thể cùng chí hướng trong việc làm nội dung cùng cái chí hướng trong việc tiếp cận khán giả và cái cách làm nội dung thì hoàn toàn bên anh rất là cởi mở cho cái chuyện hợp tác ừ. và điển hình là sắp tới miro sẽ thấy trên kênh của anh sẽ có một vài cái show mới sẽ được dẫn dắt không hẳn là show mới vẫn là show của kênh thôi dưới một cái áo mới và bên cạnh anh bên cạnh những người trong team việc success sẽ có sẽ thêm các host bên ngoài ừ. anh không định hình một host một series đó chỉ bởi một host đó cái cái cách của anh bây giờ nếu làm như vậy mình sẽ bị phụ thuộc lỡ một host đó có chuyện gì thì sẽ bị ảnh hưởng bởi cả chương trình nhưng anh muốn tạo ra một cái chương trình mà có nhiều host khác nhau và từng hốt sẽ có cái màu sắc riêng và họ sẽ có cái mạng lưới khách mời riêng của họ có cách làm riêng của họ ừ, thì ừ. mình tạo cái đất cho họ phát triển và làm content làm gì nếu không thể tiếp cận khán giả đúng không cho nên là mình may mắn có một lượng khán giả tương đối thì mình sẽ có thể hỗ trợ họ bằng cái lượng khán giả này tức là cho họ tiếp cận với khán giả này ừ, còn đúng. lại việc của họ là làm sao làm content làm sao làm nội dung thật tốt Ừ, thì em ừ. nghĩ là bên anh rất là cởi mở cho cái những collab này và muốn rất là muốn collab về mặt lâu dài với nhau đi đường dài với nhau theo những mảng nội dung khác nhau ừ. nhưng mà thực sự người đó phải là người có nhiều năm kinh nghiệm hoặc là thực sự có một cái năng lực trong việc làm nội dung đó chứ không thể nào uh, cởi mở và bắt tay với quá nhiều người hoặc là như Miro nói bây giờ rất nhiều các bạn làm content creator độc lập trên podcast mình thấy rất nhiều các chương trình đúng không ạ ừ, nhưng mà thật ừ. sự là đôi khi những chương trình nó cũng na ná na ná nhau và nó không tạo được điểm nhấn nên đó là lý do tại sao các bạn sẽ không có được view không có được người xem bởi vì nó chưa tạo được sự khác biệt ừ, nó sẽ ừ, quay ừ. trở lại cái ý lúc nãy mình nói là các bạn phải làm sao tạo ra content nguyên bản cơ cái người host phải mời được khách mời nào mà thực sự khác biệt so với lại những cái chương trình còn lại hoặc là người host đó phải chia sẻ được cái gì mà người ta không tìm thấy ở người host khác ừ, ừ. vậy thôi chứ còn bây giờ mà cũng phỏng vấn cũng làm podcast rồi cũng mời đúng là những nhân vật mà các kênh khác có nữa thì cái gì là cái khác biệt đây rất khó để người ta theo dõi ừ người ừ. ta thì miro để ý sẽ rất nhiều các podcast mà đứng đầu bạn xếp hạng sẽ là những podcast của những người mà họ tự tạo nội dung chứ không ừ. phải phỏng vấn ừ theo ký lúc ừ, đấy đó đó đó. nói ừ. nhìn ừ. vô top đầu have a ship thì là một trường hợp quá đặc biệt rồi tại vì thùy minh phỏng vấn rất là hay và các khách mời cực kỳ chất lượng và bản thân những câu hỏi của thùy minh trong đó là có cái hàm ý rất nhiều cái nội dung về content mới trong đó hmm. thùy hmm. minh là một trường hợp quá đặc biệt của ngành là theo mình là một người host đầu ngành là bản thân trong câu hỏi của thùy minh là đã có nội dung mới rồi hmm. cho nên miro hmm. sẽ thấy tại sao cũng là phỏng vấn cũng là ngồi với người nổi tiếng mà tại sao have a ship luôn đứng đầu bảng xếp hạng hmm. còn lại miro sẽ thấy là ví dụ chi nguyễn the present writer hay là những cái người khác tâm sự web 4, 6, web 5 ngày tâm sự kinh doanh gì đó ừ. Miro sẽ thấy đó là một người nói chuyện chia sẻ kiến thức và họ đang tạo ra những content mới content nguyên bản và content những cái nội dung đó là đáp ứng đúng cái tập khán giả đang mong, mong muốn đó thì thật sự là những người podcaster, những người làm content creator phải làm sao hướng đến việc tạo ra content gốc, content nguyên bản chứ không chỉ phụ thuộc vào chuyện phỏng vấn khách mời. Ừ, thì ừ. cái nội dung của mình nó mới thực sự có điểm khác biệt như vậy thì nếu mà nói về cái việc là anh sẽ là sẵn sàng để ừ. cung cấp cái hạ tầng ừ. cho các bạn cung cấp cái môi trường ừ. cho các bạn để có thể đưa các cái nội dung đó lên ừ. thì anh sẽ tập trung vào cái nội dung trong lĩnh vực nào Ừ. và có thể bây giờ các bạn đang xem và các bạn đang quan tâm và có thể trong thời gian tới sẽ uh, nhắn tin gọi điện cho anh là ừ. em có nội dung rất là hay, ý tưởng rất ừ. là hay để để lên <laughs> thì anh sẽ chọn lọc cái nội dung như nào. Bên việc success thì không có nhiều nội dung đa dạng như Phy cetera đâu. À, bên anh thì ở một cái quy mô nội dung nó uh, nhỏ hơn, số lượng nội dung nó nhỏ hơn và tập trung hơn. Thì hiện tại tụi anh chỉ có tập trung vào kinh doanh, phát triển bản thân và nghề nghiệp thôi. Ừ, ừ. thì xoay quanh những cái nội dung liên quan tới phát triển bản nội cái chuyện phát triển bản thân nó cũng là nội dung rất lớn rồi trong phát triển bản thân nó có well-being cuộc sống hạnh phúc happiness rồi nó có những vấn đề về kỹ năng thì là ừ, phát triển bản ừ. thân mà rồi những nội dung liên quan tới kinh doanh thì đã rõ rồi giống như Vietnam Innovators các chủ doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tư à, còn lại là nội dung về career tức là liên quan tới hành trình phát triển sự nghiệp dành cho những bạn đang đi làm những vấn đề của người đang đi làm Ừ, thì mình ừ, nghĩ ừ, những nội dung như vậy là những nội dung mà mình đang tìm kiếm ừ, và và thực chất là hiện tại là mình cũng đã hợp tác với một số bạn rồi và sắp tới sẽ sẽ ra mắt những cái bạn mới đó nhưng ừ, mà không ừ, chỉ ừ. dừng lại ở đó trong tương lai bởi vì mình nói là làm content làm nội dung nó cần sự hợp lực và cái mạng lưới về khách mời rồi cái ý tưởng thì thực ra một cái đầu không thể nào bằng nhiều cái đầu cho nên là không bao giờ là đủ mình luôn luôn chào đón và cần thêm những sự hợp tác với những nhà sáng tạo nội dung chỉ cần là hai bên có cùng một cái quan điểm trong việc khai thác nội dung hoặc là cùng một cái cách làm nội dung rồi đối tượng khán giả cũng giống nhau thì ừ. mình rất là sẵn ừ. sàng để mà nói chuyện hoặc là trao đổi. Lúc nãy thì chúng ta cũng có nói chuyện về cái việc là các cái content và có thể là cái content mà mọi người không phải là qua đường phỏng vấn nhưng mà là tự tạo ra cái content ừ. nguyên bản của mình. Ừ thì uh, bây giờ thì mình đang là cung cấp một cái posi gọi là cái uh, space cho các ừ. bạn có thể lên phỏng vấn hoặc ừ. là lên uh, chia sẻ thì theo anh đánh giá thì hiện nay thì cái chất lượng của cái content creation đó ở Việt Nam so với cả cái thời gian mà anh bắt đầu làm ấy ừ. thì rất là tò mò liệu cái đấy nó có cái sự phát triển trong cái lĩnh vực đó hay không tại vì là chúng ta nếu mà nhìn vào các cái lĩnh vực truyền thống như là Uh, cứ lấy là chuyển đổi số đi này ừ. rồi là này, bán lẻ rồi là ừ. e-commerce e ừ. thì đều có một cái quá trình nó phát triển ừ. thì đây cũng là một cái industry ừ. thì cái industry này theo đánh giá của anh nó đang phát triển quá như phát thế nào? triển luôn Miro uh, thời của anh uh, anh là 8 x đời đầu và cái thời đó là cái thời của vlog ừ. mọi người sẽ nhớ Jay never mind j never toàn shinoda hồi xưa 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 uh, huy my cái thời mấy bạn làm vlog du học sinh mỹ ừ. Ừ các bạn đó chính là content creator tự quay video tự nói ha lòng vòng chỉ làm vlog rồi cái gì đó nó vui vui hoặc là chia sẻ kinh nghiệm của chính cá nhân xoay quanh công việc hoặc là đi du học hoặc là những cái gì mà cuộc sống hàng ngày còn bây giờ là bắt đầu có vào cả chuyên môn từng lĩnh vực khác nhau có bạn làm về sức khỏe có bạn, có bạn làm về giáo dục có bạn làm về kỹ năng sống đó. Ừ, rồi ừ. rất nhiều cái chuyên ngành content, những cái chuyên môn content nội dung khác nhau ừ, và ừ. đặc biệt là với sự phát triển của công cụ và liên quan tới internet và podcast và các công cụ cho việc sản xuất nó dễ hơn quá nhiều cho nên ừ, bây giờ ừ. ai cũng có thể tạo một kênh riêng cả và ừ, tạo một kênh ừ. podcast riêng, tạo một kênh youtube riêng dựng phim bây giờ cũng nhanh hơn tiktok nên là bây giờ cái việc tiếp cận cái việc làm một kênh nó dễ hơn hồi xưa rất nhiều ừ, nên ừ. là sự phát triển là thứ nhất là về số lượng là chắc chắn Miro sẽ không thể để đếm nổi ti tỷ số lượng các kênh các gọi là vlogger hay là tiktoker đúng không ừ. youtuber nhưng mà chất lượng thì mình mình cho là có sự phát triển nhưng vẫn còn có thể phát triển được hơn tại vì cái gì cũng vậy nó đang bị số lượng thì nó sẽ bị cái chất lượng nó không được đảm bảo tại vì ai cũng thể làm hết mà thì làm sao đảm bảo được là tất cả mọi người đều làm chất lượng nhưng mà đâu đó cái cái số lượng mà của những cái top quality thì nó là nhiều hơn hồi xưa song song nó sẽ đi kèm nhiều số lượng của low quality ừ, thì cái này cũng ừ. là hiển nhiên thôi và người dùng người xem người nghe người tiêu thụ content bây giờ họ cũng trẻ hơn và họ quen với công nghệ hơn cho nên ừ, là cái số lượng gọi là lượt xem được nghe được đo đếm dễ hơn cho nên là nó kéo theo sự phát triển của những người làm content và kỷ nguyên của kol của influencer marketing cho nên cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân là cực kỳ quan trọng cho nên đó cũng trở thành một cái nghề, một cái job. Hồi xưa mới đi làm vlog cho vui, ừ, nhưng mà ừ. bây giờ làm vlog là để kiếm tiền đúng không ạ? Làm rồi, TikToker, rồi. làm KOL là để kiếm tiền mà không chỉ kiếm ít đâu, kiếm cũng nhiều ạ. À. TikToker nhiều bạn rất là giàu, rất là kiếm rất là nhiều tiền. Cho nên ừ, mình ừ. nghĩ đó là sự phát triển hết sức thỏa đáng của kỷ nguyên công nghệ và ừ, ừ. phát triển cả về chất lượng lẫn số lượng và cái cơ hội nghề nghiệp là rất nhiều. Ừ. Khi mà chúng ta nói đến về về cái chất lượng của cái nội dung ừ. thì số lượng thì À, hiện, hiện nhiên là chúng ta ừ. sẽ có số lượng cao rồi ừ. nhưng mà để làm sao đảm bảo được cái chất lượng đó, ừ. thì như trước anh em mình có trao đổi là ví dụ ngày xưa khi mà mình viết bài luận văn ừ. à, cũng là một cái content creator rồi, đúng rồi và mình sẽ phải có nguồn gốc dữ liệu của mình từ đâu ừ. đã ra và bồn. mình phải có Chết đầy đủ bồn. hết. Đúng rồi. Thế vậy ở cái, uh, cái thế giới mới, thế giới ừ. số này thì ừ. các cái content nó đang rất là nhiều ừ. và làm sao mình đảm bảo được cái việc là đảm bảo được chất lượng và làm bảo cái nguồn thông tin nó là chính xác, nó đúng chính vậy cho nên mới có sự phát triển của fake news fake news là ta hay nói bên báo tin tức ha ừ. nhưng mà với anh thì anh nghĩ là còn có fake content nữa, tức là content chưa đủ chất lượng hoặc là content nó bị bị nông bị bị chưa được chuẩn chỉnh mà đã gọi là truyền tải đi rồi ừ. miro nói hồi xưa mà để được lên ví dụ hồi xưa để được lên truyền hình đi nó đã trải qua rất nhiều khâu kiểm duyệt đảm bảo rồi hoặc là ừ. một bài báo mà lên báo đi thì đã trải qua rất nhiều khâu rồi còn bây giờ ai cũng có thể là làm chương trình lên kênh được làm sao để mình đảm bảo được là cái content nó đã chuẩn chỉnh chưa thật sự mình không đảm bảo được chính vì vậy cho nên là người xem vừa được lợi nhưng vừa được hại vừa được lợi là sao là có quá nhiều content để lựa chọn nhưng vừa bị hại là ở chỗ là đôi khi mình không đảm bảo được cái nguồn content của mình nó được chuẩn chỉnh hay chưa và mình học theo nó mình làm theo nó nhưng nó chưa chuẩn chỉnh đó thì đây là cái bài toán rất lớn của thị trường chính vì vậy nó tạo cái cơ hội cho những người làm content là nếu thực sự bạn làm ra được những con thanh chất lượng được bảo chứng và cái người chia sẻ, những người nói mà có uy tín nè, rồi có được bảo chứng bằng sự thành công của họ trên thị trường thì bạn sẽ thu hút được người xem một cách tự nhiên. Còn ở dưới là những cái content tự làm hoặc là những content chia sẻ mà không đảm bảo về chất lượng của cái nguồn á thì ừ. tất nhiên nó sẽ không sống lâu được. Rồi bây giờ còn có cái nạn là copy tức là cắt clip rồi là bố TikTok. À, những cái chương trình của Miro làm hoàn toàn có thể bị ai đó cắt đi cắt cắt những đoạn nhỏ và post lại kênh của họ. Ừ. Và có hàng ngàn, hàng trăm ngàn lượt view, lượt share và thậm chí họ có thể kiếm tiền trên đó. Thì bây giờ làm sao bây giờ thì nó là là bài toán của của vấn đề luật pháp của cơ quan chức năng của cách ừ. xử lý cái đó. Nên là về phía khán giả thì anh nghĩ là khán giả cũng sẽ ngày càng thông minh hơn cho nên họ sẽ phân loại và họ sẽ có đủ các dữ liệu khác nhau các nguồn khác nhau các kênh khác nhau để so sánh đó chính là lý do tại sao mà mặc dù rất nhiều content có mặt trên thị trường nhưng đâu đó có những kênh content vẫn luôn hàng top là bởi vì khán giả đã xác định cái, cái kênh này là kênh làm uy tín làm đàng hoàng và khách mời cho tới cách làm nội dung chuẩn chỉnh còn ừ. những cái kênh còn lại thì chắc chắn sẽ bị đào thải thôi Ừ, và thậm chí là khi mà có sự copy lại hay là có sự kém chất lượng thì khi khán giả bây giờ họ được bình luận mà họ còn đôi khi có những cái bình luận là họ còn đứng chính hoặc là họ dẫn trở lại về cái kênh chính gốc chẳng hạn hoặc là họ sẽ có khán giả share cái này Và nói là cái này chưa tốt muốn ừ. coi cái cái nội dung đúng về cái này hãy coi bên kênh này đó thì đó là cái cái vẻ đẹp của việc tương tác với khán giả và khán giả được phép lan truyền và được phép tương tác với nội dung hiện nay <laughs> cho nên là người làm content creator trong cái nguyên này là anh nghĩ không có xạo được và nếu mà nổi lên nhờ một cái gì đó mà không phải là của mình á sớm muộn gì cũng chết <laughs> tại vì khán giả ngày càng thông minh hơn có thể họ sẽ thắng khán giả ở một cái nhóm nào đó trong một thời gian nào đó nhưng về lâu dài nếu thực sự gọi là có thể mang tính bền vững hoặc là phát sinh được gọi là doanh thu sống được nhờ nó thì kiểu gì cũng sẽ sẽ gặp vấn đề nếu thực sự họ không, không phải là còn họ không phải là nội dung chuẩn chỉnh ừ. Ừ. À, gần như là bây giờ tất cả các cái cuộc trò chuyện của em với bạn bè với ừ. cả đồng nghiệp với cả các bạn bè xã hội thì ừ. gần như là lúc nào cũng sẽ có một cái chủ đề trong cái cuộc nói chuyện một cái ly cà phê ừ. khi mà uống cái ly cà phê thì đều nó sẽ nói đến cái việc là động lực và là định hướng ừ. Thì uh, họ cũng là rất là audience, rất là mong muốn là nhân tiện có anh Khánh ở đây Thì anh, anh chia sẻ về cái làm sao mà chúng ta có thể giữ được cái động lực để làm cái việc của mình ừ. Và làm sao mà chúng ta định hướng cho nó đúng và để đi đường dài Thì chắc rằng anh cũng là người đúng để chính cái người mà cần có thể chia sẻ được Vì anh đã trải qua rồi và cũng đã có kinh nghiệm rồi à, Câu hỏi uh, rất là thú vị mà mình nghĩ cũng luôn là câu hỏi trăn trở của nhiều người à, Bản thân mình cũng vậy thôi Nhưng mà mình nghĩ một cách uh, cá nhân mình đó thì động lực đó, nó đến từ cái lý do lý do tại sao mình làm chuyện đó trước đây khi mà còn cái giai đoạn loay hoay với cái hướng đi đó, và cũng làm content nhưng có thời gian mình làm freelance mình uh, được mời về làm dẫn dắt đội content của một cái kênh truyền hình nhưng kênh truyền hình đó lại về một cái lĩnh vực khác không phải là lĩnh vực sở trường ừ. về góc độ nghề nghiệp rồi chức vụ rồi lương bổng thì cực kỳ tốt ừ à, nhưng mà làm một thời gian thì mình nhận ra được cái con đường mình đi không phải là cái nội dung này cái con đường đi vẫn là những nội dung mình đang làm hiện tại tức là những vấn đề về phát triển bản thân về kinh doanh về khởi nghiệp về đầu tư về nghề nghiệp cho nên là mình dừng ở cái vị trí đó mặc dù tất cả những yếu tố khác đều rất thuận lợi về mặt cơ hội về chức vụ về lương mỏng cho nên mình nghĩ là cái động lực lớn nhất vẫn là cái lý do tại sao mình làm cái này và cái ngoài cái lý do nó còn là cái sự phù hợp cái động lực nó đến từ cái sự phù hợp và cái cảm giác mình feel good mình cảm thấy mỗi ngày làm việc đó, nó không có bị mệt và mình cảm thấy có hứng thú với các công việc của mình thì thật sự cái này nó nó đến một cách rất tự nhiên và chỉ có mình mới nhận ra được và đôi khi là đâu đó vì nhiều lý do khác nhau đó, nên là mình hay đè nén cái đó xuống, mình cho rằng lý do mình làm công việc này là như thế này như thế kia nhưng mà tận sâu trong đáy lòng đó, đó không phải là lý do có ừ. thể mình đang ừ. chạy theo một cái gì đó nó hơi nhất thời hoặc là theo trend hoặc là theo bạn bè hoặc là theo có thể là theo cái cách người ta đang nhìn về mình nhưng mà sâu thẳm tận bên trong đó, thì có một cái lý do nào đó thực sự của mình đó, thì mình không có Ừ. cho nên là rất là dễ bị mất động lực à, khi mà mình lựa được cái con đường mình đi rồi con đường mình muốn đi rồi thì giả sử nó có gồ ghề thì mình vẫn mình vẫn đi được mình vẫn tìm cách để đi qua nó còn mình đi một con đường bằng phẳng mà nó không phải là con đường mình muốn đi thì mình sẽ luôn cảm thấy một cái gì đó không thoải mái mặc ừ. dù đi đường rất là êm nhưng mà đường em phải là đường tôi muốn đi xung cảnh vật xung quanh không qua là cái tôi muốn thấy còn cái con đường gồ ghề hơn nhưng mà là các đường mình muốn đi, mà cảnh vật xung quanh là những gì mình muốn thấy, cái đích là những cái mình muốn đạt được ừ. thì những cái gồ ghề đó nó sẽ, sẽ trở thành một cái điều hiển nhiên trong cái chặng đường mà mình không có ngại chuyện đó. Ừ. Còn khi mà đi trên một con đường mà nó bằng phẳng thì mình sẽ luôn có một cái tiếng gọi từ bên trong. Cho nên mình nghĩ là động lực nó đầu tiên nó đến từ cái lý do tại sao mình làm cái đó. Ừ. Thỉnh thoảng người ta hay nói là hãy lùi lại một chút và đặt câu hỏi là tại sao những lúc mà khó khăn nhất là họ hỏi tại sao làm cái này nó thực sự là như vậy quay trở lại từ đầu tại sao làm cái này thứ hai là sự phù hợp phù hợp thì nó đến từ việc hiểu bản thân thì mình phải hiểu bản thân mình phù hợp với cái gì thích cái gì làm cái gì thuận tay nhất làm cái gì mình cảm thấy cái năng lượng và cái cảm xúc mình tốt nhất thì cái đó là cái sự phù hợp ừ. thì nó sẽ đến từ hai cái lý do mình làm và cái sự hiểu bản thân mình tới đâu nếu là chúng ta nói về cái việc động lực thì ừ. đúng là có lẽ là cái đó là đến từ chính bản thân chúng ta và những cái thứ các cái yếu tố bên ngoài nó sẽ ừ. tác động rất là mạnh như ừ. là bố mẹ bạn bè xã hội rồi là tài chính. Ừ. À, tuy nhiên là ví dụ như kiểu là bây giờ cũng có một số lượng các bạn đang đang học và đang ừ. chuẩn bị tốt nghiệp thì trong cái thời buổi này thì họ cũng đang đánh giá không biết là liệu chúng ta nên đi theo cái con đường vào một tập đoàn lớn để trải nghiệm để làm việc để làm những cái công việc hàng ngày như vậy Hai là mình đi theo các anh mà cũng khởi nghiệp và mình trở thành người ông chủ thì ví dụ nếu mà anh có thể tư vấn cho các bạn thì đang ở năm cuối cùng của đại học và chuẩn bị phải lựa chọn một công việc cho mình rồi thì đi theo hướng nào và chọn như thế nào để định hướng cho cái cái hướng đi của mình để mình không mất cái thời gian uh, thời gian mà thật ra là cũng hơi phí nếu mà mình spend ví dụ 4 năm ở corporate mà không cảm thấy vui đó thì anh có tư vấn nào không À, mình hỏi coi khó quá tại vì bản thân anh không có cái trải nghiệm trực tiếp nên không dám là đưa ra lời khuyên phải ừ. chỉ là mình đã từng đi theo cúp xong sau đó mình đi theo khởi nghiệp rồi sau đó thì mình sẽ dễ trả lời câu này hơn còn uh, anh thì uh, làm cơ quan nhà nước tức là đài truyền hình rồi sau đó uh, ra riêng làm công ty nên là không có đúng cái trải nghiệm đó nhưng mà anh nghĩ là đó là một cái câu hỏi cũng cũng rất là xác đáng trong cái thời buổi hiện nay tuy nhiên anh thì anh không phân biệt nha anh không phân biệt là là corporate hay là startup bởi vì mỗi cái loại môi trường đó, nó sẽ mang đến một cái trải một cái trải nghiệm đều có ích cả à, một cái startup thì giống như video thấy là công ty đang phát triển đang tăng trưởng rất nhiều việc để làm còn corporate mọi người hay nói là vô đó là tầng tầng lớp lớp mọi thứ nó quy cụ hết rồi nó không còn quá nhiều đất để chúng ta sáng tạo. Đó là cái suy nghĩ thường thấy hoặc là một cái gì đó hơi định kiến về mặt uh, corporate, tôi mọi người hay định kiến. Nhưng mà rõ ràng đâu phải công ty lớn này cũng vậy và cũng đâu phải công ty startup nào là cũng grow nhanh và cũng có điều kiện học hỏi đâu. Ừ. Cho nên anh nghĩ một cách hết sức thực tế là không phải ai cũng có nhiều lựa chọn. Ừ có những người không có lựa chọn thì sao? À, anh nghĩ là sẽ cái thuận lợi của người trẻ là thời gian cho nên là mình được phép thử và sai. À, thực ra mình không có nhiều lựa chọn, cho nên mình sẽ đi với cái thứ mà mình có cơ hội nhất. tức là lúc đó mà các bạn, bạn sẽ tìm việc ở nhiều nơi đúng không? và khi mà mình 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 mình, mình, mình tìm được cái nơi nào mà mình cho là có khả năng cho mình học hỏi nhiều nhất, thì mình sẽ đi đến nơi đó. chứ nó không phân biệt là đó là corporate hay là startup. em ừ, nghĩ là ừ. sẽ phải tìm hiểu kỹ công việc đó và thực ừ. sự cái công việc đó nếu là công việc mà cái job description cái mô tả công việc mà mình thấy là cái công việc này nó có thể giúp mình học hỏi nhiều và quan trọng là xây dựng quan hệ. Đó, nếu mà anh có thể nói với phiên bản trẻ hơn của mình thì chắc chắn cũng đều là tìm cái việc nào mà giúp mình xây dựng mối quan hệ tốt thì mình sẽ thử với công việc đó. Ừ. Lúc mới ừ. ra trường. và thực ra mới ra trường làm gì có nhiều lựa chọn đâu, đôi khi là đấy năng lực kinh nghiệm thì ít. Mình sẽ mình cần việc nên thật sự là mình sẽ cố gắng thậm chí là nếu có điều kiện mà có thể là chấp nhận giảm cái mức trông đợi về lương để làm một công việc mà mình cho là nó giúp mình học hỏi được nhiều về mặt quan hệ hoặc là học hỏi được nhiều về mặt kỹ năng thì mình sẽ chấp nhận hy sinh cái phần lương đó đi nếu ừ. mình có điều kiện làm điều đó thì mình sẽ học được nhiều hơn còn thực sự thì thực tế thì không phải ai có nhiều lựa chọn có người sẽ phải cần phải mưu sinh có người cần phải đủ tiền để sống thì khi đó tất cả những yếu tố về lương bổng thì khi nó sẽ quyết định lên ảnh hưởng đến cái quyết định đó còn giả sử không bị ảnh hưởng bởi quyết định lương tiền bạc thì mình sẽ chọn một công việc mà nó cho cơ hội để học được nhiều và xây dựng mối quan hệ và nếu được mà hiểu được về cái người sếp trực tiếp của mình mà họ là người giỏi thì mình sẽ đi với công việc đó nếu ừ, là mới ra trường ừ, ừ. em rất là đồng ý với cái việc này tại vì là vừa mới tuần trước thì cũng có một cái cơ hội nói chuyện với cả bạn ấy là bạn thế hệ ba ừ. và thế hệ ba của nước ngoài nhưng ừ. mà cái công ty do ông của bạn ấy đã đã lập ra ừ. đã hoạt động từ những năm 40, 50 mươi ừ. và đến bây giờ thì em cũng hỏi một câu hỏi ý gì như vậy là đúc kết cái kinh nghiệm một việc mà ừ. bạn có thể là chia sẻ với cả các bạn trẻ là cần phải làm gì khi mà đã là có thể thế hệ ba thế hệ hai thế hệ ba ừ. anh cũng nói là quan hệ Ừ. đó là cái từ đời ông đến đời bố đến hiện tại đến bạn ấy và đến con của bạn ấy cũng là ừ. họ dựng hết trên cái quan hệ ừ. và cái mối quan hệ đó là nó không phải giúp mình cho ngay lập tức là mình kiếm được nhiều tiền ừ. nhưng mà ít nhất là nó sẽ rút ngắn cái thời gian mà mình cần phải spend cho cái việc là xây dựng quan hệ như anh nói là để mời một khách lên podcast của anh Đúng rồi. cần phải có cái thời gian đó Đúng rồi. thì khi mà đã có quan hệ sẵn mà mình đã xây dựng từ lâu thì cái công việc nó sẽ dễ hơn rất nhiều anh nhận thấy là không phải là sao nhưng mà với cá nhân nhận thấy là có những cái thứ mà mình tích tụ từ lâu đó, đôi khi mình không không để tới chuyện đó nhưng đến một thời điểm đủ là cái thành quả mình kết quả mình gạt hái được đó, nó sẽ đến từ những cái chuyện mình tích tụ lâu đó ừ. có những cái mối cơ duy có những cái hợp đồng có những khách mời có những khách hàng nó đến một cách không dự đoán được nhưng mà khi mình nhìn lại mình thấy là à nó đều có cái sợi dây liên kết từ những cái lúc xa xưa từ những gì mình làm nên thực sự một cái điều mà mình nghĩ trong cái việc lựa chọn hoặc là cái phát triển sự nghiệp đó, nó là cái tính consistency gọi là lúc nào cũng đồng nhất thống nhất lúc nào cũng vững kiên định một cái thứ mình làm thì cái kiên định nó để 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 cho người ta thấy ừ, thực ra ừ. là tất cả mối quan hệ mà gọi là long term, lâu dài, không tính mối quan hệ cho vui, quan hệ mà sâu sắc hoặc là quan hệ mà có giá trị, người ta sẽ nhìn vào tính kiên định của mình, ừ, người ừ. ta sẽ không thể nào đi với một cái người mà nay làm cái này mai làm cái kia. Video sẽ thấy ông Quốc Khánh không có làm nội dung gì khác, ngoài phỏng vấn với doanh nhân trước tới đây, ừ. rồi doanh nhân, rồi những nhà quản trị đa phần làm đúng một thứ và người ta nhớ tới mình, người ta nhớ tới, à đúng cái anh đó. Làm cái đó Và những cái người mình phỏng vấn là đâu đó là Họ sẽ truyền miệng ừ. Họ sẽ truyền miệng ừ. Làm cái content này rất thú vị là Bất kỳ một sản phẩm nào Sẽ ảnh hưởng tới cái thương hiệu cá nhân của mình Ảnh hưởng tới quan hệ của mình Và đặc biệt nếu làm phỏng vấn Thì lại càng ảnh hưởng lớn hơn Bởi vì bất kỳ một khách mời nào đã từng ngồi với mình Khi họ rời đi Họ sẽ mang những cái thông tin Về mình sang người khác Ừ, và mình ừ. xây dựng thương hiệu cá nhân của mình hay không là chính vào những cái ấn tượng đó có ấn tượng nó xấu hay tốt là do bạn, đó Đúng cho rồi. nên là ừ, cả ừ. một thời gian 12 năm 13 năm thì trên thị trường tất cả chỉ nói về ông khánh với một thứ duy nhất rất là boring rất là chán là ông chỉ ngồi phỏng vấn mấy ông doanh nhân mấy ông lớn 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 mấy ông già 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 ừ, những vấn ừ. đề không phải là quá số đông, đó nhưng mà thật sự là mình làm cái chuyện đó và mình kiên định với chuyện đó bởi vì ừ. mình chỉ thoải mái nhất khi làm chuyện đó và mình chỉ cảm thấy thuận tay, sở trường và yêu thích đó và đặc biệt là cái mối quan hệ mình trong cái lĩnh vực đó nó được nó nó được xây dựng từ 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 và nó 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 ngày càng nó tốt hơn cho nên là cái tính consistency rất quan trọng hmm. nên là những bạn làm content creator hay là podcaster anh nghĩ đầu tiên phải xác định cho mình cái thứ cái cái theme, cái topic một cái lĩnh vực mà mình sẽ muốn xây dựng hình ảnh của mình gắn với nó lâu dài chứ còn ừ. nếu nhất thời thôi á thì sau này mà bạn đổi nữa, người xem sẽ bị 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 lost, ừ. bị bị ừ. confused, bị bị bỡ ngỡ và không biết là cuối cùng là ông này là cái gì. Nên ừ. thật sự ừ. cái đó là quan trọng. Mà cái này rất khó làm bởi vì trong kỷ nguyên của rất nhiều cơ hội hiện nay và quá nhiều nội dung. Bây giờ Miro có thể yêu thích tất cả nhiều nội dung khác nhau mà, có thể nói về chủ đề này, chủ đề kia, nhưng mà chủ đề nào là chủ đề mình muốn xây dựng cái content của mình, xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình gắn với nó thì mình phải lựa cho kỹ và khi lựa rồi thì sẽ phải consistent phải lâu dài thì khi lâu dài như vậy thì từ từ các quan hệ nó sẽ xoay quanh cái đó mà nó là những cái hạt vệ tinh đó, nó xoay quanh thì cho tới bây giờ có những cái chuyện mà mình gặp người này người kia hoặc là mình mời khách mời hay là mình chốt được những hợp đồng là nó bắt nguồn rất từ xa xưa từ những cái mối quan hệ dây mơ rễ má trong cái lĩnh vực này của mình nó bắt ừ. nguồn từ xưa khi người ta biết À, cho nên là anh nghĩ là cái tính consistency à, và kiên định theo một cái mảng mà mình lựa chọn rồi thì nó nên được giữ vững. Và tất nhiên để làm được điều đó thì phải hiểu bản thân và phải lựa ra cái thứ mình cảm thấy sở trường nhất và cảm thấy phù hợp với mình nhất. Trước khi kết thúc uh, podcast của ngày hôm nay thì uh, cũng có một số câu hỏi uh, chưa được chuẩn bị trước nhưng à. mà sẽ sẽ được phép hỏi anh là okay. có ba bộ câu hỏi khác nhau. Okay. Và câu hỏi đầu tiên sẽ là về Việt Nam ví dụ như kiểu là nếu mà anh sẽ dùng cái gì để thuyết phục các bạn nước ngoài về đến Việt Nam? Anh nghĩ xoay quanh một cái từ quan trọng nhất là cơ hội. Nó hơi một tí về làm chủ á, là khởi nghiệp á, thì ở đây là cơ hội nhiều. Việt Nam có gì khác mà có, có cái gì mà nước khác không có? Việt Nam có một dân số rất là cởi mở với cái mới. Tới thị trường 100 triệu dân và hàm lượng sử dụng internet, smartphone, điện thoại thông minh và sự cởi mở với những trend mới của thế giới là thuộc dạng cao nhất thế giới. Anh cũng là một người là cũng là gần như là một cái idol của một, rất là nhiều các bạn trẻ. <laughs> Nhưng mà <laughs> cá nhân anh liệu anh có tấm gương nào hoặc là hình mẫu nào mà mà anh cho rằng là cái idol của anh không? Thú thực anh không không có một cái người idol nào đó real thật sự. À, mình coi những nhân vật host à, là cái nguồn cảm hứng tôi mình mình cũng không có theo trường phái là sẽ tôn sùng idol một ai đó Thể thao thì có, ví dụ như mình idol Manchester United uh -huh. Mình idol CR7 Thì đó là idol okay. à, Nhưng mà uh -huh. trong công việc thì không <laughs> uh, Gần đây thì nếu mà anh không có idol như vậy thì gần đây thì Anh đọc sách gì anh nghe những cái gì mà để lại ấn tượng nhất đối với anh? Postcard thì anh, anh cũng nghe podcast của em nè mình nghe Have a sip của Thùy Minh nè HBR Idea Cast Của uh -huh. Harvard uh, Business Review cuốn sách anh mới đọc xong luôn là cũng một cái cuốn sách của tác giả Việt Nam à hôm trước là có thấy Thùy Minh phỏng vấn tác giả Bình Mùng Bột là cuốn sách Sài Gòn Hay Ta à bằng mình viết về những câu chuyện về Sài Gòn rất là dễ thương à, mình muốn mong chờ thêm những tác giả Việt như vậy anh nói về việc là tuyển dụng các cái người đồng hành với mình ừ. thì anh có thể nói là ba cái phẩm chất của cái ứng viên của mình là như thế nào những phẩm chất mà mình tìm kiếm đầu tiên phải luôn là một cái thái độ chuyên nghiệp tinh thần ham học hỏi, có hai EQ, có sự thấu cảm với những cảm xúc của người khác. Rất là cảm ơn anh Khánh đã dành thời gian một buổi chiều ngày hôm nay để ừ. đến chia sẻ và là cũng có chia sẻ và cũng đưa ra một số các cái thông tin rất là hữu ích để cho các bạn kể cả thân chí cả em để ừ. nghe và học hỏi từ những cái ừ. việc đó. À, rất là mong um, sẽ có nhiều cái thứ mới mẻ từ việc success của anh Khánh và đồng thời là cũng là tạo sân chơi, tạo những cái môi trường để cho nhiều podcaster có thể uh, mang những cái nội dung của mình lên và nội dung làm sao càng ngày càng chất lượng hơn. Đấy chắc chắn là cảm ơn Miro rất nhiều. Cảm ơn anh Khánh. Với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, GeoHealth tích hợp công nghệ tối ưu hóa trải nghiệm thăm khám từ trực tuyến đến trực tiếp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý. Phòng khám thông minh GeoHealth sở hữu đầy đủ năng lực của một phòng khám đa khoa với đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ưu việt. GeoHealth đang tiến gần với mục tiêu mở rộng hệ thống phòng khám toàn quốc với số vốn đầu tư lên đến 20 triệu đô từ vòng gọi vốn Series B.